dùng phần
nhãn quan xa tính vân vân, cả căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ nán đồ nơi nơi, tự nói văn tự chẳng đồng. Niên kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai, hiện nói thế nhảm nghĩa ban lai, dùng ca trí phương tìm nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Việt Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân vì người đó. Ta lung trẻ xuân gia được vô thường trình đăng chính giá, nhưng thân từ ta cần phần nhưng lại lâu xa giường anh. Chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh kiến vào phần đạo nên nói như thế, cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoa chúng sinh. Hoàng nói thân mình, hoàng nói thân người, hoàng chỉ thân mình, hoàng chỉ thân người, hoàng chỉ việc mình, hoàng chỉ việc người. Càng lời nói đều thân chẳng dối, vì sao? Vì đứng như lại đúng như thần thầy biết tướng của tam giới. Không có sinh tử hoàng thối, hoàng có cũng không ở đời, và diệt đó chẳng phải thơ, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các biển như thế Như Lai thấy rõ. Không có sai lầm bởi cả chúng sanh, có các món tình, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên, ví dụ ngôn từ các căn nói phàm. Chỗ làm phân chưa chưa từng tạm bỏ như thế, từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa, thọ mệnh vô lượng a tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất. Ca Thiền Nam tự ta tư tu hành đạo Bồ Tát tam thân, thọ mệnh nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên những nay, chẳng phải từng diện đồ mà bèn cướp nói sẽ diện đồ. Đứng Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh, vì sao? Vì nếu phần ở lâu nơi đời thì người đứng mong chánh trong gông lanh nghèo cùng hiền hà mưa, nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Nếu thấy Đứng Như Lai thường còn chẳng mất bên chân lòng, làm trẻ chẳng có thể sinh ra ý tưởng có gầm gơ, cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng. Thì kêu bài biển ca đứng vọng ra đời khó có thể gầm gơ, vì sao? Những người đứng mong trải qua trăm nghìn muôn ơ kia hoàng có người thấy phần hoặc người chẳng thấy, do việc này nên ta nói rằng. Thì kheo Đứng Như Lai có thể được thấy, cả chúng sinh đó nghe lời như thế, ăn sẽ sinh đi tưởng có gầm gỡ mà lòng nguyên bồ khác hưởng nơi phần bền trong gông lành, cho nên Đứng Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diện đồn. Lại Thiện Nam từ phương pháp của cả Đấng Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối, ví như vì lương y trí tuệ sang suốt khéo luyện phương thua
si các bánh người đó nhiều con cái hoặc 10, 20. Những đến số trăm do coi sự duyên đến hướng xa khá sao lũng đó ca người con muôn thuốc đồng ca thuốc khá muôn loạn lăng lộn trên đơn bay giờ người cha từ nước xa trở về nhà ca con muôn thuốc đồng hoặc người mất bản tâm hoàng chẳng mất xa tới cha về đều rộng mừng quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngủ thì làm muôn thuốc đầu xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế y theo các kinh phương tiền cổ thu có mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đăng hòa hợp đưa bảo các con muốn mà nói rằng thu đại lương dường này mùi sắm vị ngon thấy đều đầy đủ các con đang uống màu trừ khổ não không còn lại có các bệnh hoàng trong các con những người chẳng thấm tâm thầy thuốc lương dường hay sắm hương đều tôn liền bèn uống đó bên trừ đường lạnh mầm ngoài ra những người thân tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong sao thuốc cho mà không chịu uống vì sao vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm nơi thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này nay để ở đây các con nên lấy uống cho lo không lành bảo thế rồi lại đến nước khác hai sư bề nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa ca thư nghi mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường thi cam tâm bên kinh ngộ biết hôm này sáng hương vì ngon liền lấy uống đó bằng đồng đều lành người cha nghe ta có đều đã lành mạnh liền trở về cho các con đều thấy ca thiền nam tử ý ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lượng ý đó mất tội hư dối chân thưa thế con không thể được phần nói ta cũng như thế từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do ta tăng trì kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diệt độ cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi khi đó đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta cần phân lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn a tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ơn chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh vậy
phương tiền hiện niết bàn mà thân chẳng diệt đồn. Thường trụ đây nói pháp ta thường trụ ở đây dùng ca sân thân thông khiến chúng sinh điên đạo vào gần mà chẳng thấy chung tay ta di lộ rồng cung giang xa lời thấy đều hoài liên mô mà sinh lòng khang ngương. Chúng sinh đã tin vọng hay thường ý nhiêu hoa một lòng muốn thấy phần chẳng tử tía thân mình giờ ta cùng chúng tăng đều đã gọi lên thư ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diện. Vì dùng sơn phương tiền hiện có nhiều chẳng diện nữa cả có chúng sinh lòng cùng kinh tình nhào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diễn đồ ta thấy ca chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiền thân. Cho kia sinh ca ngưỡng nhân tâm kia liên mô hiện ra vì nói pháp cứ thân thông như thế tầng kiếm lúc lửa nó tiêu đốn. Cõi ta đây an ổn trời người thường đóng vầy vườn rừng các nhà ra những món bao tràng nghìn cây bao nhiều hoa trái cho chúng sinh vui chơi các trời thanh trong trời thường rồi những khi nhà rưới hoa măng đà phần và đại chúng tinh độ ta chẳng hư mà chúng tay cháy ra lo sợ ca khổ nào như thế đều đầy giấy ca chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệm dữ quá tâm kỳ kim chẳng nghe tên tam bảo người nhu hòa thấy thần. Có tu cả con đường trời đều thấy thân ta ở tại đây nói phá hoang lũng về chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy qua vì nói phần khó gầm phi lưng và như thế tuệ quang soi vô lượng thọ mệnh vô số kiếp tu hành lâu cảm được cả không tri chớ ở đây sinh nghi nên dưng kiến hình hằng lời phần thần không dối như lường y chưa khéo vì đế trì cuồng tấn thần còn mà nói trên không thể nói hư dối ta là cha trong đời cứu cánh người đau khổ vì phạm phu điên đạo thần còn mà nói gì vì cớ mà sinh lòng kiêu tư buông lung ham ngũ dục xa vào trong đường giữ ta thương biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đang đổ đưa về nói ca phạm môn hằng từ khi thế này lấy gì cho chúng sinh đưa vào về vô thương mau thành tựu thân phần. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phân biệt công đức thứ mười bảy lúc bây giờ trong đại hội nghe phật nói thọ mệnh kiên số dài lâu như thế vô lượng vô biên vô số chúng sinh được lời ân lớn khi đó đức thế tôn bảo ngài di lặc đại bồ tát a dật đa lúc đó ta nói đức như lai thọ mệnh dài lâu như thế có sâu trong
sinh được vô sinh pháp nhận lại có đại bồ tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn kỳ đà la ni lại có muôn thế giới vi trần số đại bồ tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài lại có một thế giới vi trần số đại bồ tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng muôn triền đà la ni lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại bồ tát chuyển đường pháp luân bằng thôi lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số đại bồ tát chuyển được pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên quân độ vi trần số đại bồ tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có bốn thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát đời sẽ được chính đẳng chính giác lại có ba thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có hai thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có một thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác lung đứng phần nói ca vì đại bồ tát đo đường pháp lời trên giữa không dưới hoa mang đà la phần ngồi tranh tòa sư tử dưới gông cây bao và rải đứng tinh ca mâu ni phần cùng đứng đa bự phần ngồi tranh tòa sư tử thấy trong tham bảy báo cùng rải tinh ca can đại bồ tát và bốn bộ chúng lại rơi bồ cổ chiên đang trầm thủy vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa lại đại nghìn thứ thiên y thông sang chuối ngọc chân châu chuối châu ma ni chuối châu như ý khắp cả chính phương càng lò hương bảo đó hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng trên mọi đứng phần có các vị bồ tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời vàng tiên các vị bồ tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đứng phần khi ấy ngài Di Lặc bồ tát từ chỗ ngồi đứng dày trình áo bài vai hư chấm tay hương về phía phần mà nói kể rằng phần nói pháp nên có từ xưa chưa từng nghe thế con có chừng lắng thò mệnh chẳng thể lường vô số các phần tử nghe thế con phần biệt nói được pháp lời đó vui mừng đầy khánh thân hoàng trụ bần bần thôi hoàng được đà la ni hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ứng tiên tổng trì hoàng có cõi đại thiên số bi trần bồ tát mỗi vị đều nói được pháp luân bần thôi chuyện hoàng
mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thâm tình, lại có tiểu thiên giới chỗ vi trần Bồ Tát, còn như lại tam đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế, có vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật hoàng mộng tứ thiên hạ, cho vi trần Bồ Tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế. Nghe phần thọ dài lo được vô lượng quả bao vô lậu răng thành tình. Lại có tam thế giới cho vi trần chúng sinh nghe Phật nói, thọ mệnh đều quan tâm vô thường, thế con nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời hình như hư không vô biên. Lưỡi hoa thiên mang đà hoa ma ha mang đà thính phàm như ăn xa vô số cõi phần đánh dưới chiên đàn trầm thủy lặng. Chẳng loạn xa xuống như chim bay liền xuống rai cùng tán đứng phần. Trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời, nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống các lò hương đèn bao đỏ hương quỷ vô giá. Tự nhiên đều cùng thanh cúng vàng trang Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lớp lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trạng báo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả bình cá như lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe Phật thọ vô lượng tăng khá đều vui mừng phần tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tăng cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ phần bao ngại gì lần đại Bồ Tát ngã dẫn đã có chúng sinh nào nghe đến phần thọ mệnh dài lâu như thế, nhận đến có thể sinh một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thì nam tử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong tám mươi muôn ức na do tha kiếp tu năm Phật Ba La Mật Bồ Thị Ba La Mật Trì Giới Ba La Mật. Nhận dùng Ba La Mật tinh tấn Ba La Mật thuyền định Ba La Mật trừ trí tuệ Ba La Mật đem công đức này sanh với công đức tiến giải chưa trăm phần trăm nghìn muôn ức phần chẳng kiếm một. Nhận đến tính đêm thì dù không thể biết được, nếu thiền nam tự thiền nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thường chính đẳng chính gia thời khuya không có lệ đòn. Khi ai đứng thế con muốn viên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu người cầu tuệ Phật trong tám mươi muôn ứng na do tha kiếm số tu năm Ba La Mật ở trong cảnh kiếm đó bố thí cúng dường phần. Và duyên giang đệ tử cùng ta chung Bồ Tát đồ uống ngăn báo là thượng phùng và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại càng món đề vi diệu hơn các kim số
Để hồi hướng văn đạo nếu lại nhìn căn giới thanh tinh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khiến người nếu lại tu nhân nhung trụ nơi chỗ điều du dầu các an đến ngài tâm đó chẳng quên đồng. Các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang thì món này trên áo như thế đều nhận được hoàn lại chiên tinh tâm trí niệm thường bền vững trong vô lượng ân kim một lòng chẳng thể thôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ. Hoàng ngồi hoàng sinh hành trừ ngũ thường nhiễm tâm do các nhân duyên đó hay sinh ca thuyền định tám mươi ức muôn kiếp an trụ tâm chẳng loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường. Ta được những thế trí tâm ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn ngư kiếp số lo tu cả không đương này như trên đã nói đó có tiếng nam tiếng nữ nghe ta nói thọ mừng. Nhận đến bồ niệm tin phước đại hương phương kia nếu người tròn không có tăng ca căng nghi hối thân tâm dày lãng tuyên phường đó nhiều như thế nếu có căng bồ tát vô lượng tin thành đạo nghĩa ta nói thọ mừng. Đây thời tin nhận được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh nhờ thế con ngày nay vừa trong ca khó thánh đạo tràn rền tiên lớn. Nói pháp không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng tối thọ mình cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tông trì tùy nghĩa giải lời bằng những người như thế đó nơi đây không có nghi. Lại A Dân đã đeo con người nghe nói đứng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai. Cuốn là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tử thủ trì hoàng bao người thủ trì hoàng tử chép hoàng bao người chép hoàng đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm. Đèn nên cung giang quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng trí A Dần Đa nêu thiền nam tự thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu xin lòng tình yêu chân tời chính là thấy đức phật thường ở núi Kỳ Xa Quật. Cùng chung Bồ Tát lên và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đứng bằng lưu lý ngang liền bằng thẳng dây vàng gì mà phù đàn để ngăn tam nẻo đường cây bao bảy hàng căn đại lầu nhà thấy đều căn thứ ba hợp thành. Chúng Bồ Tát đều ở trong đó nếu có người tưởng quán đường như thế phải biết đó là tưởng tình hiểu sao chẳng và là sao đức như là gì đồ nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng quỷ phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng.
huống là người đồng tùng thù trì kinh này, người này thôi là kẻ đầu đội đứng Như Lai A Dân Đa thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và cánh tăng phường dùng bôn sử cúng vàng. Để cung dân chúng tăng về cha vì thiền nam tư thiền nữ nhân đó thù thì đồng tùng kinh điên này trời là đã dẫn tham tao lẫm tăng phương cung dân chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bãi bao. Cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm phía treo ca khoan lòng và các linh báo hoa hương chùi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà không tiêu ống địch không hầu can thưa mua chơi. Dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghiệp muôn ứng kiếp đã làm việc cùng vàng đó rồi A Dần Đa nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chém. Đó là dừng làm tăng phương dùng gô chiên đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng tám cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo tâm chỗ kinh hành. Hàng ngồi thiền y phong đồ ngăn nhường nền thuốc thang tấn cả đồ vui dày đài trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà trang như thế số đo nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng vàng nơi ta và tùy theo tăng. Cho nên ta nói sao khi Như Lai diện đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giang kinh quyền thời chẳng cần là dân chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Muôn loài có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bổ thi kỳ giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây đơn thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bằng bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đánh bằng những tiếng chủng trí nếu có người đồng tung thủ thì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dựng ta cùng tạo lập tăng phương cũng vàng. Thiên người chúng thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn muôn hoa người khen mà người khen công đức của Bồ Tát lai vì người ta dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh phẩm hoa này. Lại có thể văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhục không sang chi niệm bền vẫn thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tăng mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành khi sang giỏi gàng hỏi đáp A Dần Đa nếu sau khi ta diệt độ ca thiền nam tư thiền nữ nhân thu trì đồng tùng kinh điển này lại có các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thù A Dần
trong đó bèn nên xây tham tăng ca trời người đều phải cúng dường như tham của Phật. Khi ấy Đấng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa chánh mà nói kể rằng: sau khi ta gieo độ hay phụng tri kinh này, người đó phúc vô lượng như trên đã nói đó, đó thôi là đầy đủ tăng ca ca cung dường dùng xa lời xây tam bài bào để trang nghiêm. Chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đang phạm thiên linh bao nghìn muôn ứng gió đông vạn thiên màu lại trong vô lượng kiếp mà cung vàng thăm đó hoa hương ca chuỗi hồng thiên y cán khí nhàn. Thấm đèn dò nến thơm quanh khâm thường soi sang lúc đời ác mà phát người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng dường như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiện tại. Dùng ngưu đào chiến đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngôn y phùng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn. Vườn rừng cám ao tâm cho kinh hành ngồi thuyền ca môn đều nghiêm tốn nếu có lòng tin hiểu thù trì đồng tụng biên nếu lại bảo người biên và cũng dạng kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn chim bạc. A đề mục đa già ướng vào thường đốt đó người cũng dạng như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới. Nhận dùng ơ thuyền đinh chẳng sanh chẳng ăn khổ cung kinh nơi tam miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gàng hỏi chẳng trần. Tùy thuận về dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trầm thân kia đâu mẫn tim chân lầy. Xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đau thù được vô lậu vô vi rộng lời các ngươi trời chỗ trụ chi của kia kinh hành hoàng ngồi nằm nhân đến nói một kề. Trong đây nên xây pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món đem cung vàng phần từ ở chỗ này thời là phân thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm. Kinh diệu pháp biên hoa quyền cứ năm toàn cầu an là bốn pháp bền tu thân được kê châu nổi tiếng nhà ba coi vải đã vinh bản và tính đều đò xa với chúng ngộ vô sinh nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát. Nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát. Đứng văn thù cài cao vừa dâng chân khuyên bền giữ môn pháp được an nhiên từ đấng vọt lên chúng nhiều nghìn. Ngài A Dân đa trùng tuyên thọ lượng rộng vô biên. Nam mô A Dân đa Bồ Tát. Nam mô A Dân đa Bồ Tát. Nam mô A Dân đa Bồ Tát.
Kinh diệu pháp liên hoa phẩm tỳ công đức thứ 18 luân bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn nếu có thiên nam tử thiền nữ nhân nào nghe kinh pháp hoa này mà tùy đoan được bao nhiêu phong đấng liền nói kể rằng sau khi phân diệu đồ có người nghe kinh này nếu hay tùy đó lại được bao nhiêu phong khi đó phân bao ngài Di Lặc Bồ Tát rằng A Dằng Đa sau khi Như Lai diệt độ nếu có Tỳ kheo Tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy rồi từ trong pháp hồi ra đến chỗ khác. Hoàng tài tăng phương hoàng chùa vắng về hoàng thành ăn đường xa xóm làng ruộng rẫy đem pháp đúng như chùa đã nghe mà về cha mẹ tôn thân thiền hữu tri thức tùy xưng diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy lại đi chuyên dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy chuyên dạy xoay vòng như thế đến người thứ 50 A Dằn Đa công đức tùy của thiền nam tứ thiền nữ nhân thứ 50 đó. Nay ta nói ông phải lòng nghe nè, 400 muôn ức vô số thế giới có sao đường chúng sinh trong bốn loại sinh đoạn sinh thái sinh tâm sinh hóa sinh hoạn có hình không hình có tượng không tượng. Chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, không chân hai chân, bốn chân nhiều chân, tất cả trong số chúng sinh như thế có người cầu cũng tùy theo đó, tinh của chúng muốn đều cung cấp cho đó. Mọi mọi chúng sanh chờ ca trăng bà có vang bạc lưu ly xa cư mà não sang hô hổ phanh đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cổ bay vào làm cành những cung điện lầu gác vân vân. Vì đại thi chư đó vô thi như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ thinh tùy theo ý muốn, nhưng chúng sinh này đều đã già suy tuổi qua 80 tông bạc mặn nhân gần chết chẳng lòng. Ta phải dùng phần pháp mà dạy bao diệu dân chúng liền nhóm chúng sinh đó tuyên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lợi ích vui mừng đồng thời đường đạo tu đa hoàng đạo tư đa hàm đạo a na hàm đạo a la hán chứng a ca hữu lộ với những thuyền định sáu đều được từ tài đủ tám mối giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó đưa có nhiều chẳng ai Di Lặc bằng phần rằng Thế Tôn công đức của người đó rằng nhiều vô lượng vô biên nếu vị thí chủ đó chi thí cho tâm cả độ ưa tính cho chúng sinh. Công đức đã vô lượng rồi muốn là làm cho đều được quả là phần bào ngài Di Lặc ta nay rành rẽ nói cùng ông mười đó đem tăng cả đồ vui tinh thi cho sao đường chúng sinh trong 400 ứng vô số thế giới.
lại kiến được quả là công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ứng phần chẳng bằng một phần. Nhận đang kinh đem đi dù không thể biết được a dân đa người thứ 50 nhờ thế xoay vần hệ kinh Pháp Hoa công đức tùy còn vô lượng vô biên a tăng kỳ huống là người tôi sơ ở trong hồi nghe kinh mà tùy phun đó lại hơn vô lượng vô không có thể sẵn đường lại á dần đã nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phương hoàng ngồi hoàng đứng trong chốn la nghe nhân nhờ công đức đó chuyển thân sinh ra được voi ngựa xe con kiều can bằng trăng bao to đêm bằng thường và đường ở thiên cung nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho mọi công đức của người đó chuyển thân được cho mọi của đệ kinh hoàng cho ngồi của phạm vương hoàng cho ngồi của chuyển luân thăng vương a giờ đã nêu lại có người nói với người ca rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe liền nhân lời bao nhân đến nghe trong giây là công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát chung môn chỗ khăn tinh lanh lời có trí tuệ trăm nghìn muôn đời trong chẳng ngọng trăm hơi miệng chẳng hôi lười thường không bệnh miệng cũng không bệnh răng chẳng đen giờ chẳng vàng chẳng thương cùng chẳng thiếu rung chẳng khó lê chẳng xéo gầy môi chẳng chớ cùng chẳng rung tâm chẳng thô rinh chẳng ghê mồm cùng chẳng sinh hư cùng chẳng cong vèo chẳng dài chẳng lớn cùng chẳng đen nam không có cảm thương đang chề mũi chẳng xẹp dẹp cùng chẳng cong gầy sắc măng chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gầy không có tất cả thường chẳng đáng ngừa mọi lười răng đeo tay đều miên tốt mũi lưng cao thẳng diện mạo tròn đầy mày cao và dài trang rộng bằng thẳng tướng người đầy đủ đời đời sinh ra thấy Phật nghe pháp tiếng nhân lời dạy bao à dần ra người hay xem khuyên ơi một người kiến qua nghe pháp mà không đức như thầy thuông là một lòng nghe nói đau tung lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành khi đó đừng thề con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trong pháp hồi được nghe kinh điển này nhận đến môn bài kệ tùy vì người đó xoay vần dài như thế đến người thứ 50 người rộng sao đưa phun này sẽ phân biệt đó như có đại thì chùa trung tâm vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy ý chúng ưa muôn thay chúng tướng già suy tông ba và mắng nhắn răng thưa thân cô gầy nghĩ kia sắp phải trên ta này phải nên dậy cho chúng đường đạo qua liền vì phương tiện nói pháp
bền chẳng như bọn bóng ánh nắng. Các người đều nên phải mau sinh lòng nhàn lìa, các người nghe phạm đó đều được a la đầy đủ sao thần thông ba minh tam dài có người năm mươi rõ sao nghe một kệ tùy. Người này cũng hơn kia không thể thuy dụ được, xoay vần nghe như thế phúng đó còn vô lượng huống là trong pháp hồi. Người tùy ban đầu nếu có khuyên một người dân đến nghe pháp hoa rằng kinh này răng màu nghìn muôn kiếp có gắn liền nhận lời qua nghe nhận đến nghe dày lá phung bao của người đó. Này nên phân biệt nói đời đời miền không bền răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dài theo thiếu không có tưởng đang chê lười chẳng khô đèn ngắn mũi cao lớn và ngay. Trang rộng và bằng thẳng mập mong đều đoán nghiêm đưa người thấy hứa mến hơi miệng không hôi nhớ mùi thơm hoa ở ba thường từ trong miệng ra nếu cổ đến tăng phượng muốn nghe kinh pháp hoa dài lát nghe vui mừng. Nay sẽ nói phúng đó sao xin trong trời người được voi ngựa thế tố kiêu căng bằng trăng bao cùng trời cùng điên trời. Nếu trong trò vàng khóa khuyên người ngồi nghe kinh nhân về phúng đó được tòa kinh phàm chuyển luân hương là một lòng nghe giải nói nghĩa thu kinh đúng như phàm mà thu phục đó chẳng lường được. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm pháp thư công đức thứ mười chín lúc bây giờ phần bảo ngài thường tinh tiến đại bồ tát rằng nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân thủ trì kinh pháp hoa này hoằng đọc hoằng tụng hoằng giải nói hoằng biên chép người đó sẽ được phán trăm công đức nơi mắt. Một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi dùng những công đức này trang nghiêm sao căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ dân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha sinh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra thấy khắp cõi tam thiên đại thiên trong ngoài có những núi rừng trong biển dưới lên địa ngục a tỳ trên đến cõi trời hữu định cùng thấy tăng ca chúng sinh trong đó và niệm nhân duyên quả bao chỗ sinh ra thảy đều thấy biết khi đó đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa
dùng đây trang nghiêm. Mắt kia rơi thân tình mắt thịt cha mẹ chính thấy cả cõi tam thiên trong ngoài núi tu di, núi tu di thiên vi và các núi rừng khá biển lớn hương sông ngòi. Dưới đến ông A Tỳ trên đến trời hữu định chúng sinh ở trong đó tất cả đều thấy rõ dầu chưa được thiên nhãn chứng nhục nhãn như thế. Lại nữa thường thân tiếng nêu người thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì kinh này hoàng đọc hoàng tùng hoàng biên chép hoàng giải nói được 1200 nhị công đức dùng mà tai thanh tịnh đoan. Nghe căn còi tám thiên dưới lên địa ngục vô gián trên đến trời hữu định trong ngoài ca cứ lời lẽ giọng tiếng tiếng voi tiếng ngựa tiếng xe tiếng trâu tiếng khóc là tiếng buồn than tiếng khóc tiếng trong tiếng chuông tiếng linh tiếng cười tiếng nói tiếng trai tiếng gai tiếng đồng tử tiếng đồng mà nữ tiếng pháp tiếng phi pháp tiếng khổ tiếng vui tiếng phàm phu tiếng thân nhân tiếng đáng ưa tiếng chẳng đáng ưa tiếng trời tiếng rồng tiếng gia xoa tiếng càng tháng ba tiếng a tu la tiếng ca lâu la tiếng cận na la tiếng ma hầu la già tiếng lửa tiếng nước tiếng gió tiếng địa ngục tiếng trung sinh tiếng ngạ quỷ tiếng tỳ kheo tiếng tỳ kheo ni tiếng thanh văn tiếng bích chi phật tiếng bồ tát tiếng phần nói tóm đó trong cõi tam thiên đại thiên tất cả trong ngoài có ca thứ tiếng dầu chưa được tiếng gì dùng tai tâm thường thân tình của cha mẹ sinh thay đều nghe biết phân biệt ca cứ tiếng tâm như thế mà chẳng hư nhĩ căn lung đó đừng thế tôn muộn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng tai cha mẹ sinh ra trong sành không đụng nhân dùng tai thường ngày nghe ca tiếng còi tám thiên tiếng voi ngựa trâu xe tiếng chung linh loa cổ tiếng cầm sắc không hầu tiếng ông tiêu ông định tiếng ca hay thanh tình nghe đó mà chẳng ham tiếng vô cho giống người nghe đều hiểu rõ đường lại nghe trời tiếng ca đấng nhiệm màu và nghe tiếng trai gái tiếng đồng tử đồng nữ trong núi trong hang hiểm tiếng ca lăng tăng và cùng mệnh các thiên thai đều nghe tiếng của nó địa ngục càng đau đớn ca thử tiếng đồng khổ ngà quỷ đôi ca cầu ngăn các hàng a tu la ở nơi bên biển lớn lung cùng nhau nói năng vàng ra tiếng tâm lớn như thế người nói phàm mang trụ ở trong đây xa nghe càng tiếng đó mà chẳng nhị căn trong còi nương mười cầm thú kêu hộ nhau người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó trên căn trời phạm thiên quang âm cùng biến tình nhân
đến trời hữu định. Tiếng tâm của kia nói pháp cứ ở nơi đây thấy đều được nghe đó tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoặc đồng tùng kinh điển hoặc vì người khác nói pháp cứ ở nơi đây hãy đều được nghe đó lại có các Bồ Tát đồng tùng nơi kinh pháp hoàng vì người khác nói soạn tâm dài nghĩa kinh ca tiếng tâm như thế thầy đều được nghe đó ca Phật đấng đại thánh giao hóa hàng chúng sinh ở trong các đại hội diễn nói pháp nhiệm màu người trì pháp hoa này thầy đều được nghe đó cõi tam thiên đại thiên ca tiếng tâm trong ngoài dưới nên ngùng a tỳ trên đến trời hữu định đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhị căn vì tai kia sáng lẹ đều hay phân biệt biết người trì kinh pháp hoan dầu chưa được khen nhị chỉ dùng tái sinh ra công đứng đà như thế lại nữa thường sinh tiên nếu có thiện nam tự thiện nữ nhân thu trì kinh này hoặc đồng hoặc tùng hoàng giải nói hoàng biến chép tròn nên tám trăm tỳ công đứng dùng tỳ khăn thâm tình đó người thâm còi tam thiên đại thiên trên dưới trong ngoài ca thứ mùi mùi hoa tô mạng na mùi hoa xà đề mùi hoa mạng lời mùi hoa chim bằm mùi hoa ba la la mùi hoa sen đỏ mùi hoa sen xanh mùi hoa sen trắng mùi cây có hoa mùi cây có trái mùi cây chiên đàn mùi trầm thủy mùi đa ma la bà mùi đa già la đánh trăm nghìn thứ hoa lồng hoàng là bồ hoàng là viên hoàng là hướng có người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại đo biết mùi chúng sinh mùi voi mùi ngựa mùi dê mùi trâu vân vân mùi trai mùi gái mùi đồng nữ và mùi có cây lâm rừng hoặc gần hoặc xa bao nhiêu thứ mùi có ra thầy đều được người rõ biết chẳng nhầm người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên cang coi trời mùi cây ba lợi chất đa la cây câu bê đà la cùng mùi hoa mang đà la hoa đại mang đà la hoa mang thù xa hoa đại mang thù xa mùi gỗ chiên đàn trầm thủy ca thư hương bồ mùi cán hoa đẹp cán thư hương trời như thế hòa hợp thoáng ra mùi thơm đều ngửi biên lại ngửi mùi nơi thân của ca quy trời mùi của thánh đế hoàng nhân lúng ở trên thắng điện năm món dùng vui chơi hoặc mùi lúng ở trên diệu pháp đường vì ca vì trời đào lời nói phá văn mùi lúng vào chơi trong vườn cùng mùi nơi thân của các vị trời nam
áp mùi nơi thân cán đứng phần. Cũng đều xa người biết cho của đó dầu người biết hương ấy những nơi thì căn không hư không sai nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không nhầm lúc đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó mỗi thân tình ở trong thế giới này hoàng và sớm hoàng hôi trang cứ đều người biết tu mạng na xa đề đà ma la chiên đàn trầm thuế và mùi quế mùi căn cứ hoa trai và mùi ca chúng sinh mùi nam tử nữ nhân nơi nói pháp ở xa người mùi biết chỗ nào đại thế chuyển luân vương tiểu chuyển luân và con bay tôi có cùng nhân người mùi biết chỗ nào chân bửu đeo nơi thân cùng tàn máu trong đấng bao nữ của luân vương người hương biết chỗ nào mọi người đồ nghiêm thân y vùng và chuỗi ngọc khá thứ xoa thân người mùi biết thân kia cán trời hoàng đi ngồi và chơi và thần biết người kỳ pháp hoa này người mùi đều biết được cán cây hoa trái hộp và mùi thơm dầu tô người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào cán núi chỗ sâu hiểm cây chiên đàn nở hoa chúng sinh ở trong đó người mùi đều biết được nuôi thiết khi biển lớn ca chúng sinh trong đấng người trì kinh người mùi đều biết đó ở đâu trai gái a tu la là khuyên thuộc của chúng luôn đánh cài vào chơi người hương đều biết được đồng trong chỗ hiểm trở sư tử voi hầm trôi bò rừng sâu nước tài người hương biết chỗ ở nếu có người nghiêng trường chưa đỏ trai hay gái công căn và phi nhân người mùi đều biết đường do về chân người mùi biết người mới nghiêng chữa thành tử hay chân thành an vui đẻ con cũng do vì sinh người mùi biết tâm niềm trai gái lòng nhiễm dục ngu hờn cũng biết người tu hành cá phùng tàn trong đấng vàng bà cá trắng bào đồ đồng chủ đừng chưa nghe nói đều biết đưa ca thứ chuỗi ngọc máu không ai biết giá mấy người mùi biết mắt đẻ cho sáng thức ở đâu ca thứ hoa trên trời mạng đà mạng thu xa cây ba lời chất đa người mùi đều biết được ca cung điển trên trời thượng trung hạ trái tha ca hoa báo trang nghiêm người hương đều biết được thân điện vườn rừng trời các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi người mùi đều biết được ca trời hoặc nghe pháp hoặc lúc hưởng ngủ dục lại qua đi ngồi nằm người mùi đều biết được thiên nữ mặc y phục hoa hương tốn trang nghiêm lúc quanh cầm vào chơi người mùi đều biết được lần lượt lên như thế nhận đến trời phạm thêm nhằm thuyền cùng xuân thuyền người mùi đều biết đưa trời quang âm biến
tình nhận đến nơi hữu định mới sinh và nuôi trên người hương đều biết được các hàng tỳ kheo chúng. Nơi pháp thường tinh tiếng hoan ngồi hoan kinh hành và đồng tuẫn kinh điện hoàng ở dưới rừng cây thiên rồng mà ngồi thuyền người đi kinh người mùi đều biến ở tại đâu. Bồ Tát chi bàn chân ngồi thuyền hoàng đồng tuẫn hoặc vì người nói pháp người mùi đều biết được nơi nơi chỗ thế con đường mọi người cung kính. Thương chúng mà nói pháp người mùi đều biết được chúng sinh ở trước phòng nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành người mùi đều biết được dầu chưa được vô lòng. Pháp sinh từ Bồ Tát mà người đi kinh đây trước được ước mùi này lại đưa thường tinh tiếng nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thu trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng hoàng giải nói hoặc biên chép được 1.200 thì không đứng những món hoàng tốt hoặc xấu hoàng món hoàng dở và các vật đắng chát ở trên đời của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời cũng món nào là chẳng ngon nếu được thì căn đó ở trong đài chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sâu màu có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng chúng sinh lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phàm nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận cứ đề thầy đều đến nghe và cả hàng nông nữ giả xoan và có nữ càng tháng bà càng tháng bà nữ á tô la tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quốc vương vương tử quần thần quyên thuộc tiểu chuyển luân vương đại chuyển luân vương bày bao nhiêu người có cung quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp vì vì bồ tát này theo nói pháp nên hàng bà la nhân dân trong trọn đời theo hầu cũng dưỡng lại các thanh văn binh chi phần bồ tát cá đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào cá đứng phần đều xoay về phía đó nội pháp người đó đều hay thu trì tất cả phần pháp lại có thể nói ra tiếng pháp sâu mộng khi đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lời thanh tình tròn thông thu vì sau người đó ăn uống chi đều biến thành cam lồ dùng tiếng hay thâm tình ở trong chúng nói pháp đem tham nhân viên dù dẫn dắt lòng chúng sinh người nghe đều vui mừng bày đồ cung giang có ca trời rồng giả xoa cùng a tu la thầy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đó
Nếu muốn dùng tiếng màu khâm cùng cõi tám tiếng tùy liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn tôn quyến thuộc chăm tay lòng cung kính đường đến nghe thụ phạm cán trời rồng giá xoan. Là xa tỳ xa xa cùng dùng lòng vui mừng thương ưa đến cung vàng phạm thiên vương ma vương tự tại đại tự tại các chúng trời như thế. Thường đến cho người đó các phận cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc là lúc gì thân lại nữa thường sinh tiên nếu có thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì đồng tùng hoàng giải nói hoàng tiên xem được tám trăm thân không đứng được thân thân tình như lưu ly rằng chúng sinh ưa thấy vì thân đó trong trần nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sinh lũng cha trần giới to sâu sinh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó và núi thiê phi núi đại thiê phi núi di lâu núi đại di lâu vân vân các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ thân thân dưới đến địa ngục tỳ trên đến chơi hữu định cảnh và cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân hoặc là thanh văn viên giác bồ tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sanh tương ở trong thân. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trì pháp hóa thân thể rất thanh tịnh như lưu ly thành kia chúng sinh đều ưa thay lại như gương sáng sành đều thấy ca sắc tường Bồ Tát nơi tịnh thân thấy cả vòng trong đời chỉ riêng mình thấy rõ người khác không thấy được trong cõi nước tam thiên tất cả các chúng sanh trời người A Tu La địa ngục quỷ súc sinh ca sắc tường như thế đều hiện rõ trong thần cung điện của các trời. Nhận đến trời ở đỉnh núi Thiết Vi Di Lâu núi Ma Ha Di Lâu các biển lớn thầy đều hiện ở trong thân các phần cùng thanh văn phần tử Bồ Tát thầy hoàng riêng hoàng tại chung nói pháp thầy đều hiện vào chưa được diệu thân pháp tinh dành can lão dùng thân thanh tinh thường tấn cả hiện trong đó lại nửa thường sanh tiến sau khi đứng như lai diệt độ nếu có người thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì kinh này hoặc đông hoặc tùng hoặc giải nói hoàng biên chém thời được một nghìn hai trăm ý công đơn dụng ý căn thanh tình đó dần đến nghe một kề một câu xuống thấu vô lượng vô biên nghĩa hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu một kề đến một tháng bốn tháng nhận đến một năm ca pháp nói ra tùy nghĩa thu kia đều dùng thần tương chẳng trời trái nhau nếu nói kinh tâm trong đời lời lẽ trì thế nghe nghiệp nói sống vân vân đều thuần chính pháp sáu đường chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên long nghĩ tưởng lòng đóng tác long hí luân thầy đều biết con
Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ tinh lượng, nói năng những chi thời đều là phẩm pháp cả, không có gì là chẳng chân thân. Cũng là lời trong kinh của các phân thừa trương nói, bây giờ đừng Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa trên mà nói kể rằng, y người đó thanh tịnh sáng lạnh không đụng nhớ dùng ý trang con đó biết pháp thường trung hà nhận đến nghĩa một kệ thông đảm vô lượng nghĩa thứ để nói đúng pha tham bốn tháng đến năm trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sinh hoàng trời rồng và người già xóa quý thân tại kia ở trong sao đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều phung bao trì pháp hoa đồng thời thấy đều biết vô số phần mười phương trăm phúng tướng trang nghiêm vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thu trì khi gặp vô lượng nghĩa nói pháp cũng vô lượng sao chứ chẳng quên lòn bởi thu trì pháp hoa tròn biết các pháp tướng theo nghĩa rõ thứ đền suốt nhân từ ngữ ngôn nhớ cho biết diện nói người đó có nói ra là pháp của phần tước vì diện nói pháp này ở trong chúng không sợ người trì kinh pháp hoa ý căn tình như thế dầu chưa được vô lậu chưa có tưởng dường hay người đó trì kinh này an trụ bẩm hy hưởng được phân ca chúng sinh vui mừng mà mang kinh hay dùng nghìn muôn ân lời lẽ răng hay khéo phân biệt mà nói pháp bởi trì kinh